bóng anh em ơi. Ủa ơi, hàng cuối qua rồi. Bóng anh em ơi. Ủa ơi, hàng cuối qua rồi. Wow, hàng. Bóng anh em ơi. Phế chưa. Này nhóc. Đây rồi. Ủa, đóng hàng anh em ơi. Ui, hàng to anh em ơi. Ui, cái này to bác ơi. Ui, hàng cụ anh em ơi. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phương Thảo Phi Sinh nhá. Này đất này anh em, địa điểm công mới đẹp chưa? Ở chỗ này em vừa định ra cái góc này ngồi mà đất kia đất mới các bạn. Đất mới anh ta là ngồi nó không bằng đấy, nó nún. Thì ra chỗ này, ra chỗ bụng để rau muống này đánh anh em nhá. Wow, điểm này đạp nó sông này rộng cực kỳ anh em. Đó, anh em nhìn này. Bát ngát luôn. Ê à, địa điểm này đánh nó mới sướng các bạn này, rộng quá. Này đang đứng trên cầu quay đồ cần kiếc đây. Chỗ bên kia nữa anh em ạ. Rộng lắm. Rồi, bây giờ vào trong góc đây, vào góc tỉa rau muống đánh các bạn. Ngồi cái bụi chuối kìa. Chỗ này nghe vẻ ok đấy. Rồi, đi thôi anh em ơi, bây giờ bắt đầu phim đến kia các bác nhá. Sáng nay em đi mặc đến 4 cái áo, đến đây nó nắng bắt đầu lên nóng rồi. Cái áo bớt dần đi, xong rồi mặc 3 áo anh em ạ. Bắt đầu thời tiết mùa này nó ấm rồi, đi đánh là ok đấy các bác ạ. Mới nọ rét kinh khủng luôn. Nó rét nó lại còn mưa. À, nọ anh em hỏi em đánh bằng cái cám gì để em cho bác xem. Vứt đầy đã. Đây, nhiều anh em nọ cứ hỏi mà đánh bằng cái cám gì mới chấm bánh chép thì đây nó là cái cám này anh em ạ. Để em dí sát các bác xem nhé. Đây. Cám này anh em ạ. Cám này phối mủ chua đánh nhạy lắm. Này cám này anh em bị đánh phải ngâm trước đấy. Phải ngâm trước khoảng đem ngâm một đêm. Một đêm nó mới lở được các bác. Không thể nào mà nó tan được các bác ở trong này. Đấy các bác nhìn ngâm bóp nó mềm này. Anh em không ngâm thì không thể nào tan được luôn bởi vì cái này nó cứng lắm mà nó có thể lồi trên mặt nước 5-6 tiếng đồng hồ anh em ạ. Đây cám viên hạt to các bác nhìn này. Nó to lùng luôn. Cám này nó có mùi thơm béo ngậy đấy. Anh em bỏ ra ngửi nó sẽ có mùi ngậy ngậy chứ nó không như là cái cám hạt nhỏ con cò bác nhé. Cái cám hạt nhỏ con cò thì đấy là độ đạm nó thấp nhưng mà đánh cái đấy thì nó không được nhẹ bằng cái loại này được. Loại này thật sự anh em để mua cái này nó rất là hiếm đấy. Đây là phải quan hệ tốt mới lại hộ nuôi chấm đen này họ mới lại cấp cho xin được một ít đấy các bạn chứ không là còn lâu mới có. Nhiều anh em ở Hải Dương là công ty nó sản xuất tại Hải Dương mà cũng không lấy được cái này đâu. Bởi cái này nó không xuất ra bên ngoài, nó chỉ xuất cho hộ nuôi chấm đen thôi. Xin được một ít này đánh mũ chua thì nó nhạy anh em, cá nặng lắm. Nhưng mà anh em đánh cá nặng lắm, kể cả các dịch vụ đánh cái này quên sầu đi. Đấy. Kể cả dịch vụ đa phần nó toàn ăn cái này các bạn. Dịch vụ là người ta toàn xuống đấy đầm người ta bắt chấm đen chép trước về thả thì nó được nuôi từ bé lớn bằng cái này. Đấy, dẻo lắm anh em ạ. Đó, không đàn ma nữa, đánh. Xấu đã. Em đánh gần bờ thôi. Nước ở đây nó sâu lắm anh em ạ. Nước ở đây nó sâu, đánh gần bờ thôi. Thả đúng cái lỗ này các bác nhé. Làm hai cục tạo ổ là ok. Làm hai cục như vậy là ok anh ạ. Thêm cục nữa đây. Đó. Hôm qua đi được thằng bạn nó cho ít run anh em ạ. Nhà nó nuôi run. Run để làm phân ấy. Năm phân bón cho cây trồng ấy là nó cho là một ít này vác đi câu ít đô phi săn hàng sẽ bằng cám bột còn đâu là câu đô phi sẽ bằng run. Quen phải cắt cái quả pháo đài, không có pháo đơn anh em ạ. Trước nhà nhiều pháo đơn nó mất hết rồi. Cắt cái quả pháo đài to ra, đây pháo đài săn hàng này. Nằm quả pháo đơn. Không biết nó lỗi đó.
làm ít rô phi nó hay ăn nổi nước sôi mấy đấy, câu tầm này thôi. Đây anh em này, nó biết mình đi câu ấy, nó hỏi có lấy giun không, tao cho ít nhà đang nhiều. Đây, toàn giun, giun này nó không phải là, đây nó không phải là giun quế anh em ạ, nó chỉ là cái loại, cái này nó có nhiều loại giun lắm, nó bảo nó có mấy trăm loại giun các bạn, mình nhà cứ nghĩ nó có vài loại này. Đấy, nhưng mà câu loại này thì ok, cứ nửa con phát các bác ạ. Rồi, bảo đánh đô phin ok, nhưng nó không phải giun quế, nếu giun quế nó nhảy thì câu nó sướng hơn, cá nó thích ăn giun quế hơn, loại đấy chả hiếm lắm. Đây trứng nó đẻ này anh em này, trứng giun này, những cái hạt này hạt trứng của nó này, đấy các bác nhìn nó đẻ chi chít luôn. Đây, đơn làm mấy con rô phi. Chùn thả luôn đây anh em ạ. Cái quả phao đơn này có cá con nó nhấp anh em ạ, nó vỉa vỉa đấy đấy các bác nhìn nhá, đấy băm đấy, đây chắc là rô phi con rồi, đánh du này chỉ rô phi đấy các bác. Thì ác đấy. Nhấp thế không lôi nhỉ? Mày chết này, trượt. Cầu hôm nay mới chết anh em ạ. Toàn cá con nó tỉa thôi. Đợt đài này không ăn thua rồi. Anh em nhìn những pha nữa, nó mút xuất kỳ xuất quỷ nhập thần. Ui hàng to, hàng to anh em ơi. Ui cái này to, cái này to, cái này to bác ơi. Ui hàng cụ anh em ơi. Ui ui cái này có con gì anh em ơi, to chưa. Ui phê phê anh em ơi. Ui ui anh em ơi. Ui các bác ơi, phê phê con hàng gì to chưa này. Ui ui cần cần anh em ơi. Ui 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 con này to anh em ơi.
Wow, phê 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 quá các bác này. Hàng bự bự rồi. Úi ôi. Úi à, to to nha mọi người. Úi ôi, nó đi. Wow. Úi ôi, hàng cụ nha mọi người. Bự này bự các bác ạ. Ai dạ, ai dạ. Phê. Phê quá nha mọi người. Úi xài. Đấy, hàng rồi. Ui nó rút anh em ơi. Ui ui con gì vậy? Ui ăn cụ rồi. Phê quá nhau ạ. Ây à. Ui à, trong đen. Ui được con đen anh em ơi. Phê. Ui wow, phê quá anh em ạ. Ui hàng tự nhiên nó phải thế này các bác ơi. À, hàng tự nhiên nó phải thế này. Đây, thả xuống đây các bác nhé. Ôi. Chết. Tụt. Đây xấu thế. Ướt hết cả quần các bác. Chết dở. Wow, được con hàng phê quá anh em ạ. Tụt ngay cái lỗ ướt mất. Kinh nó thịt sướng thật. Ướt hết cả quần. Nửa đâu rồi. Phê quá anh em ạ. Kinh cảm giác đóng. Nó sướng. Đấy anh em nhìn này. Nửa đóng này. Trong đây thì nhìn nó khỏe thật anh em ạ. Phê quá. Coi cám viên cái đánh sướng hẳn luôn. Cám viên không phải phối đúng nhau. Ủa chuột chuẩn này đánh này. Quên rồi đi. Run kia nó không buồn cắn các bác này. Đấy anh em cứ bảo là cô run là bá đạo. Cô run chỉ có độ phi. Chứ làm gì được các cá to đâu á. Muốn lên hàng hoài là mồi bột. Ui, hàng rồi. Ui, nó mắc vào phao. Ui, có to nhá ơi. Ui, rô phi. Ui, rô phi to. Wow. Ui, wow, có rô phi to nhá ơi. Wow, đơn được con rô phi to nhá ơi. Kinh nó rít phế thế. Mèo. Bữa đấy, ăn... Thử lấy giờ được con phi rô phi anh em này. Đẹp chưa các bác ơi. Rô phi sông nó phải thế này các bác này. Em cứ tưởng cá mại em quay đi nó kéo một phao này. Cũng đang zoom vào phao lục chứ không zoom vào phao đơn. Rồi anh em phê chưa. Cá này ngon anh em này. Phê quá. Ăn run à. Tỏ đấy. Được em rô phi bự đấy. Này thằng bạn cho quả sun cũng được. Có tội là nó hơi nắm cá mại và phá các bạn. Cứ thả phát nào nó cắn phát đấy. Này cho anh em nhìn siêu phẩm cá của em này. Thả phát cắn luôn này các bạn này. Đó. Để em zoom phao anh em xem. Thả phát cắn luôn nhé. Cắn. Ồ, bọn này ngại à? À đấy, rồi, giờ mới hết ngại này. Đã nghiện rồi còn ngại. Đấy em nhìn chưa, mình đi đánh run ấy. Hoặc đánh đơn đài thật sự là em đánh ngoài thiên nhiên thì gần như là chỉ gặp bọn các con nó vỉa đấy, khó giật lắm mà. Nó rất là khó chịu anh em ạ. Đây em đánh mồi run nó còn tỉa như thế này, nếu đánh mồi bột thì nó cứ vã này thay mồi liên tục luôn. Đặc biệt là đánh lục, các bác nhìn thả cắn luôn nhưng mà riêng lục quá nhá, thả không được con nào sao luôn. Đó, phao nằm rất là yên. Mình đánh đáy mà, nhưng mà khi cá đè vào toàn cá to thôi.
vì sao là đi đánh đục ngoài thiên nhiên ấy được nhiều cá, nó lại cuốn nổ nhiều thế mà không gặp cá con. Những con giun béo ngậy các bác ạ. Nhào vô. Những con giun béo ngậy. Luôn. Đấy, anh em mình cắn nhặt đấy. Đây rồi. Ôi giời. Quá giời hả? Đây thưa các bác, siêu phẩm đây, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Anh em lấy lét cho bác xem, anh em đi câu ngoài tự nhiên thì nó giống này là đặc trủng. Anh em nhìn trông thì đều đều thế này thôi mà có nhiều con này kho, con nhũn mà rán ăn cũng rất là ngon anh em ạ. Cái này cứ rán giòn đi uống bia tuyệt vời đấy. Cá tự nhiên ăn nó sướng. Mà thôi con này thả đi cho sống các bác nhé. Đây, là sau mày đừng có vào phá của anh nữa. Đấy, nhấp nhấp anh em kìa. Đấy, có nhìn chưa? Cứ cho nhấp một lúc ăn cho nó cứ kỹ. Anh em nhìn nhấp phê phê không? Nục này nhấp phát vậy là giật 100% mà chết các bác ạ. Đấy, mà cho bác nhìn ngắm tí nó sướng. Con này thì không thoát được rồi, chung là đấy quá nhìn nhá, nó đã mím mím cái tập này thì chắc chắn là không thể thoát được các bạn ạ. Con này lên đây. Con này mím phát nữa cho lên luôn này. Ăn này nó khó bỏ mồi lắm.
Anh em thấy siêu phẩm của việc đánh nụ ùi không? Sóng gió thoải mái, phao vẫn nghiêm luôn. Ây đồ ơi, đồ phi cụ, anh em ơi. Wow, đồ phi to, ôi, đồ phi to chưa các bác ơi. Trời ơi, cha mẹ ơi, đồ phi hồng to chưa anh em này. Phê chưa anh em ơi, đóng lục thế này chứ. Ấy hàng đây chứ, hàng đâu bác nhìn chưa. Phê quá. Ôi, đã ghê. Đã ghê anh em ơi, dậy dậy cái gì. Đã ghê anh em ơi, đánh sâu mà giật sốc các bác nhìn này. em giật phát sốc phát bay luôn. Đấy, sàn hàng nó phải thế này anh em ạ. Đi câu nó phải thế này chứ, anh em nhìn nó bàn tay này. Con này bây giờ em phải giữ em gỡ cẩn thận quá nhá. Này đang cầm một tay quay này. Không gỡ cẩn thận nữa em vào mặt cho chết. Wow, to chưa anh em ơi, rô phi ngon chưa? Đấy mà rô phi ngon anh em ạ. Các bác nhìn nó mím mím quả giật phát nó cứng cẩn nó sướng thật đấy. Đấy anh em ạ, cái quan trọng đánh lục này. Cái nên mím mím phát giật phát cứng cẩn sướng. Cho tối anh em nhá. Phê quá. Phê quá. Úi. Yeah. Cái này là mình có cái mảnh vải cầm ấy đỡ trơn. Không có cầm trơn lắm. Vào đây. Phê quá. Này toàn hàng thôi. Này anh em nhìn, lưỡi đóng xong vẫn như cũ, nó không dẹo tí nào. Lưỡi đắt tiền thì đánh nó sướng, đánh cá nó không sợ bong các bác ạ. Bác đánh lưỡi 4-5 chục cái đánh cái đồ con cá to thì nó bong mất tuột mất thì nó phí. Cố lên một tí làm quả lưỡi xịn thì đánh bác yên tâm chắc ăn không sợ mất cá, phát nào ăn phát đấy. Ở đây có phim. Tống anh em ơi. Ủa ơi. Hàng cuối qua rồi. Tống anh em ơi. Ủa ơi. Hàng cuối qua rồi. Wow. Hàng. Tống anh em ơi. Phế chưa. Wow. Hàng cuồng của anh em ơi. Wow, bạo lực. Phê. Wow. Phê. Wow, chấm này. Wow, phê chưa anh em, chấm này, móc móc kêu rồi. Con này cẩu anh em nhé. Phê quá. Đánh tự nhiên nó thế này anh em ạ. Cẩu bay lên. Wow, anh em ơi. Phê chưa chấm đen các bác này. Đánh mày sống thôi thế này chứ. Móc cậy áp quá. Cỡ nào rồi anh em nhìn nhé. Đen này.
đấy, đẹp thiên nhiên các bạn, nó không được to lắm, nó chỉ được như thế này thôi các anh nhé. Ngoài thiên nhiên ấy chỉ có thế này thôi. Con này chắc cân chắc được 1 cân anh em, phê chưa? Này, con này nó có hơn cân anh em ạ, bé quá, thả về với thiên nhiên. Ồ, khỏe lắm các bạn. Dậy phê cho anh em này. Ôi, đừng có dậy. Ôi, thả về quá nhé. Đấy, đúng là đen tự nhiên các bạn nhìn nó phê chưa? Đấy, một con này nó bé quá, chắc là thả nó về với thiên nhiên anh em nhé. Cho lớn xong lại bắt sau. Wow, thành quả của em đây này các bác này. Hai con chấm kia đem thả rồi, nó bé này lấy 2 rupi về giá này các bác ạ. Này, hai vợ chồng được 2 rupi này quá ngon đấy, đấy anh em nhìn nhá, rupi này quá ngon luôn đấy. Rupi sông. Thấy chưa? Con này về giá các bác nhá. Này đủ bữa rồi đấy. Chấm mắm thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Wow, to luôn. Đây, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nha. Về đây. Hai con này phải nó cho 5 nạm con. Quá tuyệt vời. Vậy các bạn nhé.